2 về tội danh, tuyên bố các bị cáo Đinh La Thăng, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Ninh Văn Quỳnh phạm các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 3. Về điều khoản áp dụng và hình phạt. 1. Áp dụng khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm S, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 8 tháng 12 2017. 2. Áp dụng khoản 3 điều 165, điểm A khoản 4 điều 280 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm B, điểm S, điểm T, điểm B khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm B đối với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Điều 54, điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Ninh Văn Quỳnh 7 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 16 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Ninh Văn Quỳnh chấp hành hình phạt chung cho hai tội là 23 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 1 tháng 9 2017. 3. Áp dụng khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Vũ Khánh Trường 5 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 4. Áp dụng khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm F, điểm D, V khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 5. Áp dụng khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm S, điểm T, V khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thắng 22 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 1 tháng 9 2017. 6. Áp dụng khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm S, điểm T, V, X khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54, điều 36 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Liêm 20 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo tính từ ngày Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo Nguyễn Thanh Liêm cho Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. 7. Áp dụng khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54, điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Phan Đình Đức 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo tính từ ngày Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, giao bị cáo Phan Đình Đức cho Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thứ tư, về trách nhiệm dân sự, áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự 2015, điều 608 Bộ luật dân sự năm 2005 buộc một các bị cáo Đinh La Thăng, Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức phải liên đới bồi thường cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổng số tiền 800 tỷ đồng cụ thể như sau. Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh phải bồi thường 100 tỷ đồng, Vũ Khánh Trường phải bồi thường 40 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường 15 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Thắng phải bồi thường 15 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Liêm phải bồi thường 15 tỷ đồng, Phan Đình Đức phải bồi thường 15 tỷ đồng. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, các khoản tiền hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện tại điều 30 luật thi hành án dân sự.